Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình sẽ ra phần tiếp theo là mình đang có mặt ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ để quay cái quá trình cuộc đua vỏ lãi mà lần thứ hai ở Cần Thơ ha. Thì mình sẽ nói sơ qua cái thể lệ của cái cuộc đua này nha các bạn. Tất cả là có 97 thí sinh, có 19 đơn vị tham gia vỏ lãi hũ vui tài trợ chương trình này. Là đây là bên vỏ lãi ha. Đây thì trên màn hình các bạn thì đã một cuộc đua đã được bắt đầu. Đây, bây giờ mình sẽ quay cái đoạn đua này qua rồi mình sẽ nói cái thể lệ cuộc thi cho mọi người nghe ha. Đây, trở lại với cái thể lệ cuộc thi ha. Thì cái chiều dài của vỏ lãi này thì 5m1, cân nặng là 45kg. Cái máy là Gasit 7HB và máy Honda GX 200 cũng là 7HP. Máy thì được độ tự do nha các bạn. Còn cái chân dịch thì bên Inox AB tại chợ cũng là chơi tự do luôn. Thì tất cả là giải nhất thì được 30 triệu, giải nhì được 20 triệu và giải ba được 10 triệu, giải khuyến khích thì 2 triệu. Bên vỏ lãi thì có sẽ tặng kèm cho 3 giải nhất, nhì, ba, một vỏ lãi và một máy ha. Thì hầu như là bên máy thì tại chợ, bên máy Gasit cũng tại chợ nè. Hầu như là còn trong khi đó thì có kèm thêm một số gạo để về ăn Tết nha các bạn. Cái đó là thông tin chính xác hoàn toàn ha. Đây thì ở đằng kia là cái điểm xuất phát. Ở trên đây thì giờ này đã là cũng chắc chưa rồi, cho nên khán giả cũng giảm bớt một phần đi rồi. Đó, còn mình hiện tại mình đang đứng một cái địa điểm gọi là ở chính giữa. Chứ nếu mà mình điện đứng cái điểm kia thì không thể nào zoom máy tới các bạn. Đây là cái điểm xuất phát nè. Tổ trọng tài ban tổ chức là nằm ở đằng đó ha. Cái cự ly đường đua là 800m nha các bạn. Tất cả là chỉ có là cái máy á, là chỉ có cái khung máy và khung số là còn. Nói chung là chỉ như cái bọng thôi. Còn tất cả là đồ đã được độ hoàn toàn hết. Thì cái này là tất cả những anh em miền Tây giống như là tất cả các tỉnh thành đó, Kiên Giang, Cà Mau, Long An gì đó. Nói chung là mình nói đơm na la là chính xác đó là vậy. Bây giờ thì cuộc đua chuẩn bị xuất phát. Trên màn hình tay phải của các bạn thì có một anh chuẩn bị giật máy. Đây thì vỏ lãi hũ vui ở Cà Mau tài trợ chương trình này ha. Nói chung là mỗi người tài trợ một phần. Nhưng mà cái phần đặc biệt nhất là cái lúc mà cái giải, những cái giải khuyến khích mà được gạo về quê ăn Tết đó các bạn. Đây, cái này là cái năm thứ hai được diễn ra tại Cần Thơ ha. Năm đầu tiên thì mình không có đến để tham gia. Thôi quên tham dự chứ không phải tham gia, mình không có diện đây để tham gia. Và đây là năm thứ hai. Hy vọng là cái môn này nó sẽ còn trong tương lai, nó sẽ còn rất là nhiều cái hay để gửi đến cho mọi người xem. Bây giờ đằng kia vụ gì rồi, gói gói rồi đây các bạn. Chút ở đây thì sẽ lọt vào chung kết thì các bạn hãy nhớ đón xem nha. Thì cái cự ly mình quay đây là đó khoảng 500m. Hơn chứ. Hơn 500m. Mình đang ở cái đoạn gần điểm đích đến ở phía sau. Đó, ở cái chỗ đằng đó là cái chiếc phà để mà thả những chiếc vỏ lãi đua các bạn. Hai chiếc canh cho nó đồng nhau, bắt đầu là tổ trọng tài sẽ phát cờ đó. Bên tay phải các bạn thấy không, hai cây cờ hai bên rồi dọc rồi bắt đầu xuất phát ha. Lúc đề ba này cũng rất là quyết định đó nha. Đây là thắng rồi, đây mình sẽ quay canh thắng nha. Anh thua thì anh chưa đi tới đâu hết. Vậy là cái này là về là ghim mình luôn á nha, không phải đơn giản đâu nha các bạn. Cự ly đường đua thì 800m ha. Cái này là đua không có vô vòng loại nha, tức là ai thua là loại trực tiếp rồi sẽ đi đến chung kết luôn.
Đây bây giờ thì cặp đôi tiếp theo các bạn. À, gần về trưa thì mấy anh chạy quá dữ các bạn. Hai anh này chạy cũng 50-50 nhau nha. Rồi anh bên nào thắng đây? Nè em chịu gồng mình với cái máy các bạn. Đằng kia thì có ban tổ chức, tổ trọng tài ngồi đằng đó ha. Đây cặp đôi tiếp theo lại xuất phát ở đây các bạn. Quá dữ chạy. Máy là chơi tự do, chương trình tự do mà. Xung lưng luôn. Cái này thắng cái này các bạn. Đây thì cặp đua tiếp theo đã được chạy rồi các bạn. Đây các bạn chuẩn bị thả gà nè các bạn. Đó. Chuẩn bị xuất phát tiếp theo nè. À, bên đó là tổ trọng tài để chuẩn bị phát cờ đó ha. Lên gà đó. Cái lúc đề ba này là mới quan trọng nhất đây. Thứ hai đó là cũng do cái kỹ thuật của các tài này chạy ha. Mình canh được cái sức gió với lại là mình phải núp sóng làm sao mà cho nó gọi là thứ nhất là an toàn, thứ hai là hiệu quả, thứ ba là tốc độ là bảo đảm là sẽ rất là tuyệt vời. À, bây giờ thì võ lãi vừa đua xong sẽ đi về ha. Rồi bắt đầu xuất phát. Ôi. Quá dữ rồi nè, chạy rồi. Công sức xảy thấy ngựa luôn còn gì nữa. Bên kia đâu rồi? Bây giờ thì tới Long An với Phong Điền ha. Không biết chính xác không nữa, bàn kia mình thấy đọc hơi rồi. Bắt đầu chuẩn bị giờ vô, giờ đua anh kia anh giật nữa đó. Bắt đầu thả gà nè. Phát cờ ha các bạn, nhìn nó bắt đầu lên ra. Rồi. Anh kia em giật máy rồi, xong luôn. Tới công chuyện luôn rồi, chạy về luôn đi cho rồi ông anh ơi. Biết sao giờ. Trời ơi, thôi giờ này em mới bắt đầu chạy. Thôi lỡ thì mình chơi luôn đi chứ biết sao giờ. Cú quay đầu đi vào lịch sử, anh ấy vẫn chấp nhận với sự thật các bạn. Sự thật nó quá rõ ràng với anh ấy các bạn, một ngày đen đuổi nữa tiếp theo. Hết xã hội rồi em ơi. Khi mà tắt máy chứ không. Anh công an thì phải dẹp đường liên tục ha, đừng có cho tàu ghe qua đây nha các bạn. Tại vì cái chỗ là giờ này mấy anh đang đua. Bây giờ thì các bạn hãy hướng mắt vào màn hình để xem cặp đua tiếp theo. Đây, các bạn hãy cùng xem nha. Chuẩn bị thả gà nữa này. Ủa gà chưa vô chuồng mà. Đây bây giờ thì chuẩn bị xuất phát nữa nha các bạn. Đó, bắt đầu trọng tài sẽ tiếp tục phát cờ đây.
rồi đúng số danh số hiệu chưa, rồi có ai chết máy giật nữa không. Lúc quan trọng nhất là cái lúc đề ba ha, nếu mà ngọt là bắt đầu sẽ thắng, còn nếu không ngọt mà tương tượng là nguy hiểm lắm. Quá wow, anh đã quá sung rồi giọt. Rồi 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 rồi, anh kia tắt máy nữa rồi, tới công chuyện nữa. Rồi xong luôn. Thêm một ngày đen đuổi của một tay này nữa các bạn. Rồi anh buồn luôn, ngồi anh bơ luôn rồi. Ôi. Rồi xong anh nhìn đối thủ đi rồi. Rồi. Cái này bơi về đi xiệt luôn cho rồi. Thiệt là tình chứ. Rồi xin chúc anh gặp nhiều cái may mắn nha, mấy anh công an cũng phải nhìn luôn. Mình nói đây là cho vui thôi. Rồi anh chạy về vô luôn rồi. Rồi anh biết số phận anh chạy vô luôn rồi các bạn. Khỏi phải đua, cho anh kia muốn chạy chừng nào đó anh chạy đi. Xin chia buồn cùng anh ấy. Buồn thì chơi. Anh nói anh chạy đua nhanh thiệt. Trệt anh cái là quẹo vô rồi. Ôi xuất hiện anh này nó dữ rồi các bạn. Ôi má ơi cái vỏ như cái mũi chỉ vậy. Rồi cái đó là chạy mà đỉnh đó. Cái này nè, nhìn cái máy như cái sừng trâu cái bô chứ. Rồi chạy tới đâu khối luôn ngút ngút vậy. Hy vọng là năm sau sẽ ban tổ chức sẽ nâng cấp những cái loại dòng máy như thế này để đua cho nó quyết hơn các bạn. Đây, tiếp tục là cuộc đua thứ hai. Không quên hết biết thứ mấy rồi. Dự anh bên tay trái chuẩn bị nha các bạn, chuẩn bị cặp tiếp theo ha. Anh biết rồi, nói chung là mình chỉ quay đua gửi đến cho mọi người xem thôi, tại mình thấy nó hấp dẫn rồi. Rồi xuất phát rồi. Ôi ơi anh kia đề ba cái đẹp trời rồi, anh này anh lủi dữ rồi. Rồi tới công chuyện luôn. Anh chạy nghiêng người đau người các bạn. Anh này thua rồi, anh kia thắng rồi các bạn. Chuẩn bị là dòng tiếp theo nha các bạn. Anh kia chuẩn bị thả gà rồi, giọt. Rồi dính cỏ rồi. Rồi anh này anh giật máy rồi. Tới chuyện luôn. Rồi đúng rồi, cắt đầu luôn, lục bình lục chị càng buồn hết anh ơi. Anh bên chắc tâm sang bên này anh hơi đen thôi à. Xui cái là máy nó cắt sắp tắt. Bên kia anh thắng rồi. Rồi xuất phát tiếp theo. À, này bộ căng đồng căng sức cao dữ ta. Quá 50-50 quá. Biết bên nào thắng luôn rồi. Chắc là hai anh cùng thắng luôn đó các bạn. Rồi chắc lẽ là anh bên tay phải màn hình các bạn quá. Đây là tiếp tục nha các bạn. Long An.
Rồi, xuất phát luôn rồi đâu rồi. Ồ, quá phê. Rồi, anh này thua rồi. Máy chạy nó hơi ngu mà. Anh kia cắt bắt đầu luôn mà. Trời ơi, anh chạy mà cái thẻ anh đeo bay tung tăng hết trơn rồi. Chuẩn bị là cặp tiếp theo nha các bạn. Quá, hai anh này chạy xuống rồi. Thôi rồi, bay luôn má ơi. Tiếp chưa? Rồi, mất tiêu luôn rồi, đây. Cái anh chạy quá chạy rồi, chạy muốn tàn hình luôn vậy, không thấy luôn. Tiếp tục là cặp tiếp theo luôn. Rồi, anh kia ta chết máy nữa rồi. Chở một mọc cánh bay đi chứ mà cho nó kịp. Rồi đâu có kia ông tiêu ông kia rồi. Còn có ông bên đây ông kia ông tới chỗ rồi. Thì bây giờ thì chuẩn bị cho cặp đua tiếp theo nha các bạn. Thì chưa gì thấy mấy anh giật giật nữa rồi đó. Rồi cùng xem như thế nào ha. À, bây giờ thì vào vị trí rồi đó, chuẩn bị dọn à, hai cái dọn lại đó, thấy chưa các bạn, thấy không, vẫn chưa thấy hiện tượng gì chút xíu ở đây, các bạn sẽ thấy này chuẩn bị nha. Một ông thì bên kia giật rồi đó, rồi cái máy bên đây nó bị ngộ thật chứ. Rồi bắt đầu chuẩn bị xuất phát này các bạn. Rồi xuất phát. Rồi ông kia đâu không thấy. Quá dữ. Nói biết ông nào thắng luôn rồi. Giờ đua mà anh kia anh phải quấn dây anh giật nữa, tới công chuyện luôn thiệt. Ông kia ông giật rồi mà ông này ông còn quấn ông giật nữa. Trời ơi. Kiểu này gối nha. Lan tới giờ đua mà ông ngọn quấn dành ở ngoài biết. Chết luôn rồi, ông kia là chuẩn bị xuất phát rồi. Đau đầu thì chết. Bây giờ này là chuẩn bị thả gà rồi mà ảnh còn quấn hoài luôn kìa các bạn. Thôi rồi, không xong rồi. Cái vụ này gối nha. Rồi bây giờ thì bên ban tổ chức vô là tiếp cho dành.
Trời ơi, anh còn quắn hoài luôn rồi các bạn. Trời ơi, vẫn chưa cháy luôn cái máy này, hôm nay bị tổ hành hay gì mà. Anh bên kia thì anh đang đợi kìa. Vụ này gối nè. Trời ơi, lấy cái máy khác dục lên đi. Vụ này rồi sao trời. Rồi cháy rồi, cháy rồi, vẫn chưa cháy. Ướt mu ghi gì rồi. Trời ơi. Tới công chuyện luôn thiệt chứ. Đó, trời là độ máy là tự do ha. Nhưng mà cái là do tới đây là bị gối rồi. Rồi trọng tài đã thổi còi rồi các bạn. Rồi xong, vậy là cuối cùng anh kia thắng. Trời ơi, thiệt tình chứ. Rồi hiểu luôn số phận anh, thêm một ngày, thêm một anh đen nữa. Gối thì chứ, vô còn cô mà anh còn ngồi anh giật. Đây, bên này là mấy anh chuẩn bị khiêng xuống để mà đua này. Rồi cái ông nó giải quyết ông sao rồi trời. Đi lại ha. Tại em giật mát chứ. Dạ. Chơi vô sao hồi nãy trên bờ ông thử cái tẹt tẹt rồi dữ trời lắm mà sao vô tới đây. Vì là cái ảnh hồi nãy là cho thi lại nha các bạn. Tại vì cái vấn đề là rồi bây giờ thì sẽ đưa cái tai nạn khác tiếp theo. Bắt đầu à. Bây giờ thì sẽ đưa cái số báo danh ra cho đúng chính xác không. À, bây giờ anh kia anh giật ra bên này rồi ok rồi bắt đầu xuất phát nha. Mình ở đằng cái đầu xuất phát đó, cho nên là không thể nào mà quay được cái lúc mà cái điểm xuất đích đó là kia được.